Từ tiệm mì chỉ có 6 bàn ăn đến đế chế 300 cửa hàng, ông chủ chuỗi canh cá cay tiết lộ chiêu thức độc để trở thành tỷ phú ở tuổi 50. Từ cửa hàng đầu tiên năm 1995 với vỏn vẹn 57 phút 2, Quan Nghị Hồng đã phát triển du thành đế chế lớn mạnh với 300 nhà hàng với năm thương hiệu chỉ nhờ biết nắm bắt điều này. Khởi nghiệp từ cửa hàng mì cay nhỏ. Năm 1995, Quan Nghị Hồng đến Hải Nam và mua lại một quán mì cay nhỏ tên là Sơn Tây Diện Vương, sau đó đổi tên thành Zumiuu cửu mao cửu để khởi nghiệp. Quán rộng 57 phút 2, chị kê được 6 cái bàn nhưng kinh doanh khá tốt, lượng khách khá ổn định. Quan nghị hồng thuê thêm 6 nhân viên để buôn bán thuận lợi hơn. Thế nhưng khởi nghiệp chưa được bao lâu thì một cơn bão lớn đổ bộ vào Hải Nam gây ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của ông. Khi bão qua, tình hình điện nước chưa được khắc phục, trong cửa hàng tối om nên quản nghị hồng quyết định khiêng bàn ra bên đường để bán. Vào thời điểm đó, vật giá leo thang, nguyên liệu khan hiếm nên nhiều quán ăn đã tăng giá gấp 3 đến 4 lần. Chỉ có du mi Âu Du của quản nghị Hồng vẫn kiên định bán với giá cũ 6 nhân dân tệ mỗi bát mì. Bằng cách này, công việc kinh doanh ngày càng phát triển, thương hiệu du mi Âu Du của ông cũng được nhiều khách hàng yêu mến, tin dùng. Tiếng thơm lan sang những vùng lân cận. Chỉ một năm sau đó, quán nhỏ 57 phút 2 của quan nghị Hồng được mở rộng với diện tích 250 phút 2, rộng rãi và tiện nghi hơn. Năm 2002, quan nghị Hồng còn mở rộng thương hiệu du mi Âu Du sang thành phố hạng nhất Quảng Châu. Bắt đầu kinh doanh ở một thị trường mới, Quan Nghị Hồng quyết định sao chép kinh nghiệm kinh doanh từ quán mì nhỏ ở Hải Nam. Nhờ giá mì rẻ cùng mùi vị thơm ngon đặc biệt, thương hiệu mì cay của Quan Nghị Hồng nhanh chóng được người dân miền Nam đón nhận. Đến năm 2005, ông chủ Quan có ba chi nhánh mì được mở tại Hải Nam và Quảng Châu. Sau một lần đổi tên thương hiệu, cuối cùng Quan Nghị Hồng quyết định đặt tên công ty là Rumiou International Holding và đặt trụ sở chính tại Quảng Châu để tập trung phát triển ở khu vực này. Năm 2009, Quan Nghị Hồng đến Thượng Hải, thấy các trung tâm mua sắm ở đây đều hoạt động rất nhộn nhịp, ông cảm thấy đây là cơ hội phát triển cho ngành dịch vụ ăn uống nói chung và thương hiệu Sumi Du nói riêng. Trở lại Quảng Châu, Quan Nghị Hồng bắt đầu tìm cách để đưa thương hiệu của ông vào trung tâm thương mại. Năm đó, cơ hội chợt đến với ông chủ họ Quan khi Wanda Plaza kêu gọi đầu tư, Sumi Du của Quan Nghị Hồng nhận được một vị trí kinh doanh nhỏ trong trung tâm này. Thành công ngay cả trong nghịch cảnh gia nhập quân đa la ra thành công, công việc kinh doanh của quan nghị hồng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Kể từ đó, thương hiệu âu Du trở nên nổi tiếng và trở thành con cưng của các trung tâm mua sắm. Năm 2015, quan nghị hồng ra mắt chuỗi cửa hàng tai ơ với món canh dưa cá cay truyền thống của tỉnh Tứ Xuyên. Món ăn này rất được yêu thích và giúp âu Du nổi tiếng hơn bao giờ hết. Tính đến cuối năm 2016, 95% trong số hơn 130 cửa hàng do du điều hành trực tiếp đã ổn định tại các trung tâm mua sắm. Điều này chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của chuỗi thương hiệu du trên thị trường. Trung bình, du bán hơn 50.000 bát mì mỗi ngày, có hơn 6.000 nhân viên. Đến năm 2019, doanh thu của du tăng 42% lên 2,7 tỷ nhân dân tệ, trong đó 98% đến từ chuỗi ơ Năm 2020, quan nghị Hồng quyết định đưa Âu Ozu lên sàn chứng khoán và phát hành cổ phiếu ra công chúng, IPO ngày trước khi Trung Quốc áp lệnh phong tỏa để ngăn ngừa đại dịch COVID-19 lây lan. Để tiết kiệm chi phí, Zumi Ozu đóng cửa những cửa hàng lưu lượng khách thấp, chọn thời điểm đầy rủi ro để niêm yết cổ phiếu và phải tạm đóng cửa hàng loạt nhà hàng vì dịch bệnh. Thế nhưng việc này không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của hãng. Thậm chí, giá cổ phiếu của tập đoàn còn tăng nhanh trong mùa dịch, theo Bloomberg Billionaire Index. Năm 2020, 44% cổ phần của Quan Nghị Hồng có giá 1,1 tỷ USD đưa vị chủ tịch 50 tuổi này vào danh sách tỷ phú. Cũng trong năm đó và năm 2021, Zumi Âu Dù tiếp tục kế hoạch mở rộng chuỗi nhà hàng canh cá cay tai ở. Đến nay, Zumi Âu Dù hiện có hơn 300 nhà hàng với năm thương hiệu và những quyền một số cơ sở phục vụ nhiều món ăn khác nhau cho các thực khách thật phương. Vậy là, từ một quán ăn đường phố, nhờ thích ứng nhanh với các xu hướng thị trường, nắm bắt cơ hội phát triển của các trung tâm mua sắm mà Zumi Ozu đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới nhà hàng của mình, trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng trong ngành dịch vụ ăn uống tại đất nước tỷ dân. À, tổng hợp, I think Bloomberg Cô gái kiếm cả trăm nghìn USD nhờ tình yêu với các nhân vật hoạt hình, ai nói bạn không thể làm giàu từ đam mê. Một cô gái 37 tuổi tại Mỹ đã quyết định nghỉ việc tại trường học để theo đuổi công việc liên quan đến niềm đam mê với các nhân vật Disney. Biến sở thích thành công việc Alison Merman, 37 tuổi, là một giáo viên tiểu học có niềm đam mê bất tận với các nhân vật hoạt hình Disney từ nhỏ. Cô từng đi Disney World 50 lần mà không biết chán. Tháng 1 năm 2026, Merman đăng một bài viết ngỏ ý muốn giúp đỡ mọi người chuẩn bị lịch trình chi tiết tại Disney World. Đó là cách cô tình cờ bắt đầu công việc lên kế hoạch cho những tham quan các địa điểm của Disney. Khi đến công viên Disney, bạn thực sự cần một người thông thạo nơi này để hướng dẫn bạn nhiều chi tiết như đặt chỗ ăn tối, địa điểm nghỉ dưỡng và các điểm tham quan khác, cô gái này cho biết. Ban đầu, nghề tay trái này chỉ giúp mơ mừng chi trả cho những chuyến đi Disney của cô. Đến năm 2018, cô quyết định nghỉ việc tại trường học và mở công ty du lịch của riêng mình. Cô gái này cũng hoàn thành khóa học có Disney no Disney cung cấp kiến thức về các địa điểm của Disney và đòi hỏi 5 giờ học mỗi năm. Làm giàu từ đam mê. Mơ Mừng không ngờ rất nhiều khách hàng biết đến dịch vụ của mình qua mạng xã hội. Ban đầu cô chỉ dùng mạng xã hội như một thú vui tiêu khiển trong khi nghỉ dịch, nhưng đến nay tài khoản TikTok của Mơ Mừng thu hút hơn 800 000 người theo dõi. Con số này ở mạng xã hội Instagram là 140 000 Mơ mừng sẽ lên kế hoạch cho các chuyến đi đến tất cả các điểm đến của Disney, bao gồm Disney World, Disneyland, Disney Cờ Dùi Lai, Olani và Adventure Beach Disney. Theo cô gái 37 tuổi, Disney World là điểm đến được nhiều người chọn nhất nhưng mơ mừng thích lên kế hoạch cho tour Adventure Beach Disney vì hành trình trải nghiệm tại đây rất độc đáo và thú vị. Mức phí chi trả cho dịch vụ cơ bản, bao gồm những lựa chọn cho khách sạn, chuyến bay sẽ là 150 USD và 450 USD nếu bạn muốn một kế hoạch chi tiết hơn với lượng khách ổn định cô có thể kiếm được số tiền từ vài chục nghìn đến đến cả trăm nghìn usd một năm khách hàng sẽ nhận được email bao gồm thông tin đề xuất về nên đặt những gì vào thời điểm nào cũng như những ưu ừ đãi đặc biệt mà họ có thể mua trước chuyến đi mơ mượn sẽ đặt phòng khách sạn đặt vé máy bay và những nơi vui chơi trong công viên cũng như hỗ trợ họ suốt chuyến đi một trong những yêu cầu phổ biến nhất cô nhận được là chọn nhà hàng và khách sạn phù hợp với ngân sách của họ Việc đến thăm một điểm đến thu hút như Disney vẫn là một điều xa xỉ với nhiều người, nhưng tôi có thể làm việc trong phạm vi ngân sách của khách hàng để đảm bảo họ có trải nghiệm tốt nhất. Công ty của tôi theo dõi sát sao các ưu đãi và áp dụng chúng cho khách hàng ngay khi khách có yêu cầu đặt chỗ. Mơ mừng nói. Cũng theo cô gái này, khách hàng nên lưu ý dịp Giáng sinh và kỳ nghỉ xuân giá vé sẽ rất đắt đỏ và cũng đông đúc hơn ngày bình thường rất nhiều. Khách du lịch cũng nên đến công viên từ sáng sớm. Khoảng 2 giờ đầu tiên sau khi Disney World mở cửa và 9 đến 10 giờ tối là lúc vắng vẻ nhất, thoải mái cho khách tham quan, khám phá, mơ mừng yêu thích công việc hiện tại và quyết định gắn bó lâu dài. Bởi nó vừa giúp cô thỏa mãn niềm đam mê vừa đem lại thu nhập đáng kể. Tuy vậy, không phải lúc nào công việc cũng thuận lợi, nhất là thời điểm nhiều khu vực bị phong tỏa vì đi 19 và những lúc xuất hiện thời tiết cực đoan như cuồng phong hay bão. Đôi khi cô cũng gặp những khách hàng khó tính, đưa ra nhiều yêu cầu khó đáp ứng. Với mơ mừng, sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn để cô tiếp tục thiết kế những chuyến đi tại Disney. Mỗi khi khách hàng phản hồi rằng, Alison, chuyến đi này thật tuyệt vời. Những gợi ý của bạn đều chuẩn xác. Các con tôi đã có khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ. Cảm ơn bạn. Đó thực sự là tất cả niềm hạnh phúc với tôi, mơ mừng chia sẻ. Theo Biz Insider, chàng trai nghỉ học để bán đồ ăn vặt, đổi đời thành triệu phú nhờ sờ nách dòng biển, chưa đầy 20 tuổi, đã nếm mùi phá sản thoát nghèo ngoạn mục chỉ trong vài năm. 32 tuổi, Pezer Dami Cường đã lọt vào top giàu nhất Thái Lan nhờ sản xuất món đồ ăn vặt được ưa chuộng. Những du khách đến Thái Lan hầu như sẽ đều ghé qua các cửa hàng để mua ta câu Zani. Từ rất lâu trước đây, món ăn vặt này đã được bày bán tại 7, Eleven và các cửa hàng tiện lợi trên khắp Đông và Đông Nam Á. Theo báo cáo sở nách tách toàn cầu năm 2014 của Nielsen, 57% người tiêu dùng châu ăn vặt bằng rau củ. Trong khi đó, Taco Food and Marketing đã được xuất khẩu sang 40 quốc gia trên toàn cầu và chiếm 70% thị phần sờ nách rong biển. Theo Vox, ngỡ rằng người chủ đứng đằng sau thương hiệu này là một doanh nhân lão làng nhưng thực tế không phải vậy. Y thấp tam top Pezer Dami cần là cha đẻ của món ăn vặt này, anh mới 37 tuổi, và thậm chí chưa học hết đại học. Câu chuyện cuộc đời của Y thấp tam top Pezer Dami cần là một cuốn sách ly kỳ. Hành trình của chàng trai trẻ thậm chí đã được dựng thành bộ phim nổi tiếng The Neer, hay còn gọi là Top Secret, Cơ Z, Quay Tan Lan vào năm 2011. 20 tuổi đã nếm trải hai lần phá sản. Top là chàng trai được thấm nhuần những bài học sinh tồn như vậy ngay từ khi còn nhỏ. Câu chuyện của y thấp tăm top Dami cần bắt đầu khi anh phát hiện ra khoản nợ của cha mẹ mình đã vượt quá 40 triệu baht, tương đương 1,1 triệu USD vào năm 2002. Trước đó, cha anh cũng từng bị phá sản vào năm 1997 khi công việc kinh doanh đang ở đỉnh cao. Là một người đam mê trò chơi trực tuyến từ khi còn nhỏ, cậu thiếu niên Pezer Dami Cần đã kiếm được một số tiền từ sở thích này. Thậm chí kiếm, anh còn kiếm được 10.000 USD từ việc bán các sản phẩm trò chơi. Nhưng đến khi học năm nhất đại học, y thấp tam tóc Pezer Dami Cần quyết định bỏ học để tập trung kiếm tiền. Gác lại việc học, bén duyên với kinh doanh. Công việc kinh doanh đầu tiên của Peter Damikun là bán đầu địa đất. Tuy nhiên, công việc không suôn sẻ như tưởng tượng. Anh chuyển sang giang hạt rẻ. Chàng trai trẻ đã mạnh dạn đầu tư khoảng 7.200 usd để mở một gian hàng trong trung tâm thương mại. Một lần nữa, việc buôn bán không mang lại nhiều lợi nhuận cho anh. Không nản lòng, anh mở một kiosk hạt rẻ giang trong một trung tâm thương mại khác và đặt tên cho dự án kinh doanh mới là Ta Cauzani. Ông chủ nhỏ. Đây là biệt danh mà cha của Peter Damigen gọi anh khi anh bắt đầu kinh doanh. Khi mới 19 tuổi, công việc kinh doanh của Pezzo Damikin đã mở rộng với quy mô phủ sóng trên 30 địa điểm và quản lý 50 nhân viên. Nhưng tình thế lại thay đổi khi ban quản lý mới tại Tết Colotus yêu cầu anh chuyển các quầy hàng của mình ra ngoài do có khói, khiến doanh số bán hàng của chàng trai trẻ quay lại đã giảm. Món ăn thay đổi cả cuộc đời. Ý tưởng kinh doanh tiếp theo chính thức tạo ra bước ngoặt khiến cuộc đời của anh thay đổi hoàn toàn. Bây Dami cần nảy ra ý tưởng làm món ăn nhẹ từ rong biển khi bạn gái đưa cho anh một ít rong biển chiên từ cửa hàng ở trường đại học của cô ấy. Anh đã tranh thủ sự giúp đỡ của mẹ mình cũng như các chuyên gia tại Đại học Cơ Sector và thiết kế logo công ty. Đến năm 2006, Pezzer Dami cần có xưởng sản xuất riêng. Nhưng sóng gió chưa dừng lại ở đây. Khi Pezzer Dami cần tung ra món sở nách rong biển chiên, còn được gọi là Tacozani, tại 7, Eleven, doanh số bán hàng đã bị đình trệ. Về sau, doanh số bán hàng được cải thiện khi các nhà quản lý cửa hàng tiện lợi đặt đồ ăn của anh ở những vị trí dễ thấy hơn trên kệ. Nhưng vào năm 2011, biến cố lại ập đến khi một trận lũ lụt tàn phá nhà máy và Perez Damicuần đã phải làm việc không ngừng nghỉ trong 3 tháng để khắc phục sự cố. Năm 2008, khi doanh thu của ta Couzani chạm mốc 30 triệu USD, trả lời một bài phỏng vấn, Perez Damicuần chia sẻ: "Khi đó tôi đã biết rằng mình sẽ thành công." Do thị trường mở rộng, rong biển của Takozani được chiên hoặc rang thủ công trong chảo đã được thay thế ở đây bằng tự động hóa, sử dụng máy móc nhập khẩu của Hàn Quốc và Nhật Bản. Năm 2017, công ký ad Phần Cơ, giám đốc điều hành của Asia Plus CQGT, ngân hàng đầu tư hàng đầu về phát hành đại chúng, cho biết cổ phiếu của Takozani đã tăng gấp 5 lần kể từ đợt IPO năm 2015 của công ty. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Peter Dami cần lọt vào danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan của Forbes năm 2018 với giá trị tài sản dòng 600 triệu USD. Có thể nói, nhờ việc kinh doanh đồ ăn vặt từ dòng biển, gia đình Peter Dami cần sẽ không phải lo lắng về những rắc rối tài chính. Tổng hốc, tiết kiệm hơn 300 triệu đồng một năm bằng ba điều đơn giản này. Theo bà mẹ ba con, nếu cô ấy có chiến lược và có chú ý hơn về cách chi tiêu và tiết kiệm tiền, cô ấy có thể thay đổi đáng kể cuộc sống của mình và nghỉ hưu sớm. Việc trở thành mẹ sẽ thay đổi nhiều thứ của con người, bao gồm cả những ưu tiên về tài chính của họ. Sự thật này là điều mà Gia Mơ Lơ Súp Giàn, người sáng lập kênh podcast nổi tiếng giờ này Tu Lan đã thừa nhận. Thời gian làm việc dài đặc, thậm chí là không ngừng nghỉ là điều mà cô ấy mong muốn được thoát khỏi khi sắp làm mẹ lần đầu. Súp Giàn nói, tôi chỉ cảm thấy như có điều gì đó thiếu sót trong công việc của mình. Tôi không hạnh phúc và muốn nhiều hơn từ cuộc sống của mình. Cô coi tiết kiệm và đầu tư là một lối thoát. Bà mẹ ba con cũng thừa nhận, nếu cô ấy có chiến lược và có chú ý hơn về cách chi tiêu và tiết kiệm tiền, cô ấy có thể có khả năng thay đổi cuộc sống của mình và thậm chí có thể nghỉ hưu sớm. Vì vậy, cô ấy bắt đầu học hỏi từ những người khác và áp dụng cho bản thân, bước đầu đạt được những thành công nhất định trong việc quản lý chi tiêu. Thay đổi ngày một, chi tiêu ít hơn cho việc đi ăn ở ngoài. Một trong những thay đổi đầu tiên mà giúp gian thực hiện là cắt giảm số tiền cô chi cho thực phẩm. Trước đây, cô và chồng thường xuyên ăn tối ở ngoài. Cô ấy cũng có thói quen mua bữa sáng và bữa trưa khi đi làm. Nhưng khi cả hai quyết định điều chỉnh thói quen chi tiêu liên quan đến thực phẩm, họ đã có thể tiết kiệm được số tiền lên tới 15 triệu đồng mỗi tháng. Súp Gian nói, chúng tôi đặt giới hạn về số tiền muốn chi mỗi tháng để đi ăn ngoài. Đương nhiên là vẫn có trong ngân sách, nhưng số tiền cố định lại đã buộc chúng tôi phải thay đổi. Cô ấy cũng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa mang đi làm mỗi ngày, đồng thời tự cho mình thứ sáu là ngày duy nhất mà cô mua bữa trưa trong tuần. Trong suốt một năm, những thay đổi này đã giúp hai vợ chồng tiết kiệm được gần 175 triệu đồng. Thay đổi hai, mua bảo hiểm nhà và ô tô hợp túi tiền hơn. Một chiến lược khác mà Susan sử dụng để tăng thêm ngân sách của mình đó là tìm kiếm mức giá tốt hơn cho các hợp đồng bảo hiểm nhà và ô tô của cô ấy. Nhờ việc tìm nhà cung cấp bảo hiểm ô tô và nhà phù hợp, xác định các khoản phí ẩn và gộp các dịch vụ để được giảm giá, cô ấy đã có thể cắt giảm thêm được khoảng gần 90 triệu đồng mỗi năm thay đổi ngày 3, tạm dừng các kỳ nghỉ, du lịch, trừ khi chi phí cho mỗi chuyến đi phù hợp với ngân sách. Thay đổi thứ ba mà Xúc Gian và chồng cô thực hiện khi cắt giảm chi phí là cách họ lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình. Bằng cách này, cô ấy đã có thể tiết kiệm gần 50 triệu đồng mỗi năm. Vậy, cô ấy đã làm gì với số tiền tiết kiệm được từ ba sự thay đổi này? Xúc Gian và chồng quyết định đầu tư thêm từ chính số tiền mà cả hai đã dành dụng được trong một năm nghiêm túc thực hiện những sự thay đổi đó. Súp gia nói, thật thú vị khi chúng tôi đã có thể tiết kiệm và đầu tư được rất nhiều tiền. Hơn nữa, nó cũng đem lại cảm giác chứng minh mình đang không sử dụng tiền bạc một cách lãng phí. Tuy nhiên, quyết định chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn có thể khiến bạn sợ hãi và những cảm giác bất an đó có thể trở nên mạnh mẽ nếu bạn khát khao tiết kiệm và đầu tư của bạn đang mạnh mẽ như Súp Gian. Súp gia nói, chúng tôi tự nhủ rằng không nhất thiết phải là tất cả hoặc không có gì nếu chúng tôi nhận ra điều này không thoải mái hoặc khiến cả hai không vui chúng tôi không phải làm điều đó nữa sự cho phép điều chỉnh nếu cần thiết này là một quy tắc tài chính cá nhân không mấy người đề cập tới nhưng nó đã giúp gia đình cô ấy tự tin hơn để thử lối sống tiết kiệm tiền mới này súp gian vẫn đang nỗ lực hướng tới mục tiêu nghỉ hưu sớm nhưng bằng cách này cô ấy cũng cho rằng mình sẽ có nhiều khả năng hiện thực hóa dự định sớm hơn cô tưởng tượng